Hey, what's up guys? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì trong vlog hôm nay, mình sẽ chia sẻ với mọi người một đôi giày khá là hot nhưng không phải là Jordan, cũng không phải là Yeezy, mà đó chính là Xverzo. Chán với cả đái các ông ạ. Không hiểu sao tôi lại quên cái bình nước với cái bóng đèn này ngay góc, các ông thấy đấy. Thế thì các ông đang coi giúp tôi nhé. Tiếp tục thôi. Thì cho những ai mà chưa biết thì đôi giày này được release vào cuối năm 2018 và đã nổi đình nổi đám trong những năm 2019 và đầu 2020. Theo như mình thấy thì đôi giày này là một đôi giày cực kỳ được săn đón bởi giới nhà giàu Trung Quốc hơn cả những đôi giày luxury cơ. Thì đôi giày này được bán ở Việt Nam với giá dao động khoảng từ 7 cho đến 8 triệu. Mặc dù cũng có vài đợt restock nhưng mà đôi giày này vẫn cực kỳ hot. Ok, thì chúng ta cùng đi vào chi tiết review đôi giày này nhé. Đầu tiên ở phần hộp giày có một thiết kế khá là ngầu, đó chính là ở ngay phần bên hông của hộp giày, và hay nói đúng hơn đó chính là ở phần nắp hộp, thì nó sẽ tạo ra chúng ta một cái hiệu ứng, một cái hình động kiểu lửa fire và cả dòng chữ expire đang được zoom lên to dần đấy. Đối với những ai mà sưu tập những món đồ, những hộp sữa của Dutch Lady có những cái thước 3D kiểu như thế thì đây là y chang, nhưng mà phiên bản kiểu ngầu hơn rất là nhiều luôn ấy. Phần nắp trên đây chúng ta có logo của Xverzo. Thì bên hông bên đây chúng ta có logo, tem, thông tin về đôi giày. Mặc dù là cái màu sắc của đôi giày này không hề khác gì đối với hộp Yeezy. À, để chút mình sẽ cho mọi người xem hộp Yeezy nhá. Thì màu sắc của hai cái hộp này là gần như giống nhau. Nhưng mà khi mà mọi người cầm cái hộp của Xverzo trên tay, chúng ta sẽ cảm nhận được một cái sự sang trọng hơn rất là nhiều so với hộp của Yeezy ấy. Phải nói là cầm cực kỳ đã tay và sướng. Cái này đối với những hộp giày của Adidas hoặc là Nike thì nó sẽ là phần giấy gói. Còn đôi giày này thì là phần vải. Thì việc này sẽ giúp cho tăng tính sang trọng của đôi giày này lên rất là nhiều. Ở phần góc bên đây thì chúng ta có thông tin Xverzo. Thông tin là Instagram, Weibo, WeChat, bởi vì thương hiệu này đến từ Trung Quốc mà. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết vào đôi giày Xverzo này thôi nhé. Ok, đến với đôi giày thì đầu tiên là phần đế giày. Chúng ta có hai lớp đế. Một lớp đế là lớp cao su, tăng sự ma sát cho đôi giày. Một lớp là bằng gỗ, tăng sự sang trọng của đôi giày. Thì theo mình nhớ không nhầm thì một vài thương hiệu luxury thì có đế giày là bằng gỗ mà. Thì lên đến phần midsole thì như mọi người có thể thấy ở đây, phần đế giày, phần midsole thì được làm với kiểu dáng đắp lên. Ví dụ mọi người thấy đây được lắp lên 3 tầng, 1, 2, 3, 3 lớp, 3 tầng. Với một cái sự ngẫu hứng random của nhà thiết kế thì không phải lúc nào chúng nó cũng đi liền với nhau. Thì cái vị trí dán midsole rất là kiểu vô duyên ấy. Đền góc, đền góc, đền góc. Và ở ngay cái phần bên đây thì sẽ giúp cho chúng ta lộ ra được cái phần đế giày. Thì nhờ đấy mình mới thấy được cái phần cao su và cả phần gỗ của đôi giày ấy. Nhìn có vẻ là ngẫu nhiên nhưng lại có ý đồ hết đấy. Phần tem giày cũng được mang ra bên ngoài luôn. Đây, cho mọi người có thể thấy. Thì với cái design độc đáo như vậy, chúng ta sẽ đỡ mất công phải soi vào bên trong đôi giày có kìm kiếm tem xong rồi chụp ảnh cho để check các kiểu. Thôi, bên ngoài này có sẵn rồi và nó sẽ không hề sợ bị phai theo thời gian đâu nhá. Bình thường, ở phần gót giày chúng ta có phần logo, nhưng mà ở đây mình đã thấy nó được dán lệch sang một bên rồi. Thì đây là logo của thương hiệu Xverzo. Lên đến phần thân giày thì phần thân giày của chúng ta được làm với thiết kế deconstructed. Những cái vị trí sợi chỉ ở bên này nó được làm tưa ra rất là nhiều. Và thật sự mà nói ấy, nhìn cực kỳ bụi luôn. Và mọi người sẽ không có phải sợ khi mà những cái phần sợi chỉ tưa ra vậy nó bị dơ đâu. Bởi vì theo như mình cảm nhận, càng dơ thì càng đẹp, giống như là Vans vậy ạ. Và phần mũ giày, chúng ta có một cái dòng chữ piece by piece. Phần lưỡi gà thì cũng giống như là phần midsole, cũng có hai lớp. Theo như mình thấy thì owner, chủ của thương hiệu giày này không hề ngần ngại chi thêm rất là nhiều tiền cho việc add thêm material cho đôi giày này, chi cực mạnh tay luôn. Và nhờ thế thì chúng ta mới có những cái thiết kế cực kỳ độc đáo như vậy. Phần gót giày có cái tag, heel tag này, sẽ giúp chúng ta dễ dàng xỏ gót chân giày thôi, đơn giản. Vì thường thiết kế của đôi giày này làm chúng ta liên tưởng đến đôi Vans, à không, Converse mới đúng không nhỉ?
và thường Converse sẽ cực kỳ là đau chân. Nhưng mọi người đừng lo, với cái phần lót giày được in logo Exposure ngay lên đây thì chúng ta hoàn toàn không hề sợ việc đau chân, bởi vì phần lót giày cực kỳ êm luôn. Mình xin khẳng định mọi người luôn, cực kỳ êm, giống y như là phiên bản Converse CDG vậy á. Yeah. By the way thì hai bên đây có hai cái lỗ nè, y chang Converse mà đúng không? Well, thì nhìn tổng thể của đôi giày này thì mình thấy nó không khác gì một đôi giày Balenciaga, bởi vì cái phần đế của nó được độ lên khá khá, mình nghĩ cũng khoảng 5 phân gì đấy. Và ở cái phần midsole thì mình liên tưởng đến đôi Dior. Và trên trang web của Exposure mình cũng đã thấy rằng là thương hiệu này được collab với cả rất là nhiều thương hiệu lớn, ví dụ như là Yuichi Yamamoto, hay còn một thương hiệu không phải là quần áo nha, mà là xe hơi, đó chính là Mercedes-Benz. Yeah, mình không được tiếng Đức. Và một vài thương hiệu khác nữa mà mình không biết rõ lắm, có thể sau này mình sẽ tìm hiểu thêm. Exposure cũng có bán cả quần áo luôn, nhưng mà mình thấy nó cũng chưa có quá là hot. Và bên cạnh những phiên bản như vậy, cổ thấp, chúng ta có cả cổ cao và cả bản đạp gót luôn. Mình thì mình vẫn thích cái thiết kế này hơn. Thiết kế basic, đơn giản và iconic. Đạp gót thì mình cũng thấy ok, không sao. Nhưng mà, well, nó sẽ có thể không hợp với mình lắm. Cổ cao thì mình là một người mang chân bè, mình khá là to cho nên là sẽ không đẹp đâu. Đối với những bạn nào mà chân bè ấy thì mang cổ cao sẽ khá là khó, chân to, nó đùi to ấy, mang sẽ không đẹp, mình như bạn gầy. Cho nên là chúng ta khi mà mua Converse thì hoặc là mua những đôi giày cổ cao ấy, ngoại trừ chân quan ra, thì đây thì cổ thấp sẽ một lựa chọn khá là tuyệt vời. Một điều thú vị không kém gì thiết kế của đôi giày này đó chính là phần chọn size giày. Thì như mọi người có thể thấy, đôi giày này mang size 45 nhưng lại là 10.5. Bình thường là 10.5 là 44.5 và 11 là 45 đúng không? Mọi người cũng đã biết mình là một thằng đỗ nghèo khỉ, cho nên là đôi giày này mình mượn từ một người anh thôi. Và ông anh mình mang size 46 là size 12. Khi mà ông anh mình mua đôi này thì ông anh mình khá là sốc, khi mà kiểu xuống một size rưỡi. Mọi người sẽ khi mua đôi này xuống một size rưỡi mình không nhầm đâu. Lúc đầu mình cứ nghĩ 45 là size của mình cơ. Không, mình mang vào siêu là siêu siêu rộng luôn đấy. Chúng ta phải xuống 1 đến 1 size rưỡi để mà fit với đôi giày. Kiểu mình không biết Trung Quốc nó đo size giày khác với cả thế giới như thế nào ấy, nhưng mà mình thấy họ buồn một chút. Và rất tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong vlog ngày hôm nay thì mọi người thấy thiết kế của đôi giày này như thế nào? Đẹp, xấu, thú vị, độc đáo? Hãy để lại một bình luận phía bên dưới nhé. Nếu mọi người thấy vlog này hay thì để lại một dấu like nè, và subscribe nữa nhé, share luôn cũng được. Cảm ơn mọi người xem cuối vlog này, và chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong vlog lần sau. Mình là Huy và